Vua Quang Trung với Hoàng Sa và Trường Sa. Mô tả trong nhiều tài liệu lịch sử, khẳng định lực lượng hải quân Tây Sơn trong thực tế đã kiểm soát được các tuyến giao thông trên biển và là chủ nhân của các vùng đảo, quần đảo giữa Biển Đông. Di tích Miếu Hoàng Sa ngày nay vẫn còn tồn tại tại Đình Làng, Lý Hải, thuộc đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Công việc thực thi chủ quyền ở khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thật sự được bắt đầu khi Chúa Nguyễn Phúc Nguyên lên nắm quyền và đặt ra các đội Hoàng Sa, Bắc Hải đặc trách công việc khai thác và bảo vệ Biển Đông từ tuyến ngoài. Đây là một phương thức thực thi chủ quyền độc đáo của nước nhà Việt Nam trên các vùng quần đảo giữa Biển Đông mà không có bất cứ quốc gia nào trong khu vực có được. Thành tựu vĩ đại của phong trào nông dân Tây Sơn là đã bước đầu thống nhất được đất nước sau nhiều thế kỷ bị chia cắt hai khu vực đàng trong và đàng ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên sự thống nhất được thực hiện trên phạm vi rộng lớn tương đương với nước Việt Nam ngày nay, và cũng là lần đầu tiên toàn bộ đường bờ biển chạy dài từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan với hàng nghìn hòn đảo ven bờ cùng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ngoài Biển Đông đã thuộc về quyền kiểm soát của Việt Nam. Giống như các chúa Nguyễn trước đây, triều đại Tây Sơn của Quang Trung, Nguyễn Huệ vẫn tiếp tục tổ chức các đội Hoàng Sa và Bắc Hải với chức năng chủ yếu là bảo vệ và khai thác vùng quần đảo xa giữa Biển Đông. Đội Hoàng Sa thời kỳ chúa Nguyễn được ấn định số lượng 70 suất và hoàn toàn chỉ chọn người An Vĩnh thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Hàng năm cứ vào tháng 2, đội xuất hành gồm 5 chiến thuyền ra Hoàng Sa, Trường Sa thu nhặt hóa vật của tàu bị nạn, tìm kiếm hải vật và ở lại đây đến tháng 8 mới trở về nộp cho triều đình Phú Xuân. Đội Bắc Hải tuyển người ở thôn Tứ Chính và xã Cảnh Dương thuộc tỉnh Bình Thuận và không cố định số suất thủy thủ như đội Hoàng Sa. Phong trào nông dân Tây Sơn khi bùng nổ đã phát triển rất nhanh. Đến cuối năm 1773 đã giải phóng được một vùng rộng lớn từ Quảng Nam ở phía Bắc cho đến tận Bình Thuận ở phía Nam. Như thế là toàn bộ các vùng quê hương của hai đội Hoàng Sa và Bắc Hải từ rất sớm đã nằm trong khu vực kiểm soát của quân Tây Sơn. Vào ngày 15 tháng Giêng năm 1776, cai hợp phường Cù Lao Ré, đảo Lý Sơn là Hà Liễu và đã làm đơn trình bày rõ: "Bây giờ chúng tôi lập hai đội Trường Sa và Quế Hương như cũ, gồm dân ngoại tịch, được bao nhiêu xin làm sổ sách dâng nạp, vượt thuyền ra các đảo Cù Lao ngoài biển tìm nhặt vật hạ đồng thiếc, hải ba đồi mồi dâng nạp. Nếu như có tờ truyền báo xảy ra chinh chiến, chúng tôi xin vững lòng ứng chiến với kẻ xâm phạm. Xong việc rồi chúng tôi xin tờ sai ra tìm báu vật cùng thuế quan đem phục nạp." Tờ đơn đã được chính quyền Tây Sơn, vua Thái Đức xem xét, chuẩn cho và hiện vẫn còn lưu giữ tại nhà thờ họ Võ, phường An Vĩnh, nay là thôn Tây, xã Lý Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Cũng tại nhà thờ họ Võ, đến nay vẫn còn giữ được chỉ thị ngày 14 tháng 2 năm thứ 9, hiệu Thái Đức, năm 1786 của Thái Phó Tổng Lý Quản, binh dân chư vụ, thượng tướng công. Sai hội Đức Hầu, cai đội Hoàng Sa, luôn xem xét đốc suất trong đội cắm biển hiệu thủy quân, cưỡi 4 chiếc thuyền câu, vượt biển thẳng tiến Hoàng Sa, cùng các sứ Cù Lao ngoài biển tìm nhặt đồ vàng bạc, đồng và các thứ đại bác, tiểu bác, đồi mồi, vỏ, hải ba, đá quý đều trở về kinh tập trung nộp theo lệ. Nếu ngạo mạn càn bậy không đến, lại gian dối lấy bớt các vật quý hoặc sinh sự với dân làm muối, làm cá đều sẽ bị trị tội. Ngoài ra còn có bản ngự phê lời tâu của dân xã An Vĩnh về việc dâng nộp các loại đồi mồi, hải ba, quế hương và xin miễn siêu dịch đã được thánh chỉ ban thưởng vàng và phê chuẩn cho. Văn bản ghi chép rõ: niên hiệu Thái Đức năm đầu đến năm thứ 15, từ năm 1778 đến năm 1792, và niên hiệu Cảnh Thịnh năm đầu đến năm thứ 9, từ năm 1793 đến năm 1801. Khi ấy, John Brown là phái viên của phái bộ Macanay đi từ Anh sang Trung Quốc, có ghé qua khu vực Đà Nẵng vào tháng 6 năm 1793 dưới triều vua Quang Toản. Trong tập Một chuyến du hành tới xứ Đàng Trong vào những năm 1792 đến 1793 mô tả: tàu thuyền xứ Đàng Trong có nhiều kiểu dáng khác nhau,
được dùng vào việc buôn bán ven biển, chài lưới, thu lượm hải sản và tổ yến trong nhóm quần đảo gọi là Hoàng Sa. Từ những tư liệu hiện có đã xác định được chủ quyền trên các quần đảo ngoài Biển Đông dưới thời Tây Sơn. Thời ấy tình hình trước Trung Hoa rất phức tạp, nhiều người chống đối chính quyền Mãn Thanh và đã phải phiêu bạt trên Biển Đông. Triều Tây Sơn đã ban nhiều tờ chiếu khuyến dụ lực lượng này quy thuận. Chiếu dụ tàu ô viết dưới thời Quang Trung từng vạch rõ họ, dân tàu ra vào nơi bể nước Biển Đông, tụ tập đồ đảng, lấy việc cướp bóc làm kế sinh nhai. Có lẽ cũng là việc bất đắc dĩ, phần vì thiếu miếng ăn nên phải làm vậy, phần vì những chính sách bạo ngược xua đẩy. Vua Quang Trung kêu gọi họ sớm đầu hàng và theo sở nguyện của từng người, thậm chí chấp thuận cho cả những người có chí lớn muốn xông pha nơi ngọn sóng cùng hải đảo, thu phục những người Hoa phiêu bạt trên Biển Đông và sử dụng họ tham gia vào công việc nhà nước là một chính sách quan trọng và có tính chiến lược của Vương triều Tây Sơn thời bấy giờ. Sách Thánh Vũ Ký của Ngụy Nguyên năm 1794 đến năm 1857 cho biết có nhiều người Trung Hoa làm nội ứng cho An Nam, được chúa An Nam Quang Toản phong cho làm tổng binh hoặc Đông Hải Vương. Triều đình đang bận việc dẹp phía Tây, chưa lo xa đến vùng biển đảo, vì thế mà giặc hoạt động rất táo tợn. Năm đầu niên hiệu Gia Khánh 1796, vị tướng ở Khúc Châu là Khôi Luận, tổng đốc Lưỡng Quảng là Cát Khánh đã nhiều lần tâu với vua rằng bọn giặc biển tàu ô là Trần Thiên Bảo đã được An Nam cho làm tổng binh và cấp cho ấn. Cũng trong cuốn sách này, Ngụy Nguyên mô tả di thuyền, thuyền của quân Tây Sơn cao, to hơn thuyền Trung Hoa, trên đặt nhiều súng, hoành hành lâu năm trên mặt biển và nếu quân nhà Thanh đi gặp thì cũng có khó thể địch được. Đây là một bằng chứng khẳng định lực lượng hải quân Tây Sơn trong thực tế đã kiểm soát được các tuyến giao thông trên biển và là chủ nhân của các vùng đảo, quần đảo giữa Biển Đông. Sau khi triều Tây Sơn sụp đổ, nhà Nguyễn vẫn tiếp tục chính sách tiến ra Biển Đông, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên khu vực các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các triều Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị đã thực thi chủ quyền của mình bằng nhiều hình thức như vãn thám, kiểm tra, kiểm soát, khai thác các vật và hải sản, tổ chức thu thuế và cứu hộ tàu bị nạn, khảo sát, đo vẽ bản đồ, dựng miếu thờ, lập bia chủ quyền, dựng bài gỗ lưu dấu để ghi nhớ, trồng cây để cho người qua lại dễ nhận biết. Những đóng góp quan trọng của triều Nguyễn thế kỷ 19 đã vào lịch sử chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông là sự tiếp nối chính sách của Vương triều Tây Sơn ngày ấy.